Xin được kính chào quý vị đã đến với chương trình Giờ Cách Sổ trên kênh FBNC. Tôi là Nguyên Khang và chúng ta đang cùng đến với phần đầu tiên của chương trình, đó là phần tường thuật về thị trường chứng khoán ngày hôm nay cùng với khách mời, đó là chị Bảo Châu đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng. Vâng, xin được chào chị. Câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn hỏi hôm nay thì được biết là hai sàn VN Index và HNX Index ngày hôm nay thì đóng cửa trái chiều. Thì chị có thể cho biết diễn biến chính trong phiên và điều gì đã khiến cho hai chỉ số này có cái gì sự trái ngược nhau trong diễn biến? Trong phiên giao dịch hôm nay thì mở đầu phiên thì chỉ số diễn biến khá tích cực trên cả hai sàn, thì tôi thấy là các cổ phiếu nhóm ngành dầu khí tăng khá tốt khi mà cái giá dầu có cái phiên tăng mạnh phiên thứ sáu liên tiếp. Ngoài ra thì nếu mình xét ở sàn thành phố thì có thể thấy là các cổ phiếu nhóm ngành thực phẩm như là Vinamilk, Masan hay là Kendo thì tiếp tục có đà tăng từ cái phiên trước đó, và hỗ trợ thêm đó là cổ phiếu nhóm ngành dầu khí thì giúp cho chỉ số VN Index tiến lên cái ngưỡng 665 điểm. Tuy nhiên thì ở cái ngưỡng này thì tôi lại thấy cái lực áp lực bán khá mạnh đẩy cho chỉ số giảm trở về, và tôi thấy là về cái sắc đỏ thì đã bắt đầu bao trùm thị trường khiến cho chỉ số giằng co. Trong phiên chiều thì có thấy là có sự trở lại, chỉ số đã có sự hồi phục trở lại khi mà các cổ phiếu trong rổ VN30 là có mức tăng tích cực, như là tôi thấy là GAT đã tăng khá tốt và BVH. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu như là Masan vẫn giữ được cái mức tăng trần tích cực, thì đó là cái động lực giúp cho chỉ số gia tăng. Nhưng mà dường như là trong phiên hôm nay thì cái ngưỡng 665 điểm lại là một cái ngưỡng kháng cự khá mạnh đối với chỉ số. Và tại cái ngưỡng này thì chỉ số lại thu hẹp đà tăng và đóng cửa trong phiên hôm nay chỉ còn tăng nhẹ. Còn ở trên sàn Hà Nội thì cái sự tích cực chỉ duy trì được trong những ít phút của phiên sáng khi mà chỉ số được hỗ trợ bởi các cổ phiếu nhóm ngành dầu khí. Tuy nhiên thì sau đó thì cái cổ phiếu mà trụ cột ở sàn Hà Nội như là BVS là cái cổ phiếu nhóm ngành dầu khí có cái mức tăng tích cực nhất trong phiên sáng thì nhanh chóng quay đầu đảo chiều. Và kể từ giữa phiên sáng thì tôi thấy là chỉ số HNX Index chìm trong sắc đỏ và đóng cửa thì giảm điểm. Vì ở trên sàn Hà Nội thì chỉ số bị ảnh hưởng tiêu cực từ các cổ phiếu như là BVS và các cổ phiếu nhóm ngành bảo hiểm. Còn ở sàn thành phố thì vẫn, mặc dù là cái sắc đỏ vẫn bao trùm thị trường nhưng mà chỉ số vẫn được nâng đỡ bởi các cổ phiếu trụ cột chính trên thị trường trong những phiên gần đây. Như chị vừa tường thuật vừa rồi thì tôi cũng có thể thấy được là hai cái mã mà của thực phẩm như là Vinamilk và Masan đã có một cái phiên khá tốt. Chị có thể cho biết rằng Masan đã có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp thì nguyên nhân là do đâu? Về cổ phiếu Masan thì có thể thấy là trong thời gian vừa qua thì cổ phiếu Masan đã giảm khá mạnh và đang duy trì cái xu hướng giảm. Thì cổ phiếu Masan giảm là trong những phiên trước đó thì cũng có những cái thông tin không mấy tích cực về việc là cái mỏ núi Pháo của công ty sẽ bị thanh tra môi trường. Thì điều này đã gây tác động tiêu cực. Tuy nhiên thì những phiên gần đây thì lại có một cái thông tin là công ty Masan sẽ mua lại 20 triệu cổ phiếu quỹ. Thì đây là lần đầu tiên mà Masan sẽ mua lại cổ phiếu quỹ và cái lượng cổ phiếu này chiếm hơn 2% tổng cái số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Masan. Thì tôi thấy là đây là một cái tin tích cực bởi vì chứng minh là cái cổ phiếu cũng đang bị định giá thấp. Ngoài cái nguyên nhân đó ra thì còn một nguyên nhân là cái kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm sau sắp xếp của công ty khá là tích cực, khi mà doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh do cái mảng thức ăn gia súc thì đã có cái đóng góp trọn vẹn hơn trong 6 tháng đầu năm nay. Nếu như mà 6 tháng đầu năm trước thì chỉ đóng góp, chỉ hạch toán 2 tháng thôi, còn 6 tháng đầu năm nay thì hạch toán hoàn toàn. Nên cái việc cái mức tăng tích cực của cái kết quả kinh doanh thì giúp cho công ty tự tin hơn trong việc là nâng cái kế hoạch cái kết quả kinh doanh tăng hơn nữa. Và điều này thì tôi nghĩ đây là những cái động lực tích cực để giúp cho cái cổ phiếu mà có những cái phiên tăng trần trong hôm qua và hôm nay. Vâng, cũng như cái thông tin mà chị vừa cung cấp về Masan mua lại 20 triệu cổ phiếu quỹ thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm cho quý khán giả vào phần 2 của chương trình. Còn về cổ phiếu Vinamilk, được biết trong phiên ngày hôm nay thì đã đóng một cái vai trò khá là gọi là trụ cột vững chắc cho cái chỉ số, thì chị có thể cho khán giả biết thêm một cách tổng quát về nguyên nhân tăng điểm của cổ phiếu này hay không? Cổ phiếu Vinamilk thì như nhà đầu tư cũng thấy là trong thời gian qua thì cổ phiếu mặc dù thị trường đang chịu cái áp lực chốt lời khá lớn nhưng mà cổ phiếu Vinamilk vẫn tăng tích cực và là một cái trụ cột vững chắc trên thị trường. Thì
có thể thấy là cổ phiếu Vinamilk đã bắt đầu tăng kể từ khi SCIC có cái kế hoạch thoái vốn. Và những cái yếu tố mà giúp Vinamilk tăng tích cực đó là cái kết quả kinh doanh hay là việc Vinamilk nới room lên 100%. Và gần đây thì có những cái thông tin về việc là tập đoàn F&N là một cái tập đoàn mà nắm cái vốn chỉ sau SCIC ở trong cái Vinamilk, thì đây là một cổ đông lớn và họ đang có những cái chiến lược là sẽ tiếp tục thâu tóm thêm cái cổ phiếu Vinamilk này. Thì tôi có nghe là những tin đồn đoán là cái tập đoàn này sẽ mua thêm 9% cái cổ phiếu để nâng cái tổng sở hữu lên 20% nếu mà sau khi SCIC có cái kế hoạch thoái vốn. Và hiện tại trong những ngày gần đây thì cũng chính phủ cũng đã bắt đầu họp về cái kế hoạch thoái vốn của những cái doanh nghiệp mà SCIC đang nắm giữ. Và tôi nghĩ nhà đầu tư khá là hào hứng trong cái việc là Vinamilk nới room và cái tập đoàn F&N sẽ mua thêm cổ phiếu, và đây là những cái động lực mà giúp cho cái cổ phiếu này gia tăng trong những phiên vừa rồi. Vâng, thưa chị, được biết thì hôm nay dường như là khối ngoại vẫn tiếp tục mạnh bán ròng, và tâm điểm là những mã nào? Về giao dịch của khối ngoại thì tôi thấy là khối ngoại đã bán ròng 2 tuần rồi, và trong tuần này là cái tuần bán ròng rất là mạnh. Bởi vì theo thống kê của tôi thì trong cái tuần này thì có thể thấy là khối ngoại bán ròng đã hơn 100 tỷ. Thì cái lực bán của khối ngoại tập trung vào các mã như là Vinamilk, Vincom và Masan. Thì theo thống kê của tôi là Vinamilk là cái mã bị bán mạnh nhất. Về cái việc bán ròng của khối ngoại thì tôi thấy đây là một cái yếu tố tiêu cực trên thị trường trong hiện tại. Bởi vì khi mà chỉ số đang tăng điểm khá tích cực thì có thể thấy là khi mà chỉ số tăng điểm tích cực thì khối ngoại là càng bán ròng mạnh. Và cái việc bán ròng của khối ngoại đã kéo dài 2 tuần nay. Và trong cái tuần này thì theo thống kê của tôi là khối ngoại cũng đã bán ròng 100 tỷ. Và cái lực bán tập trung ở các mã lớn như là Vinamilk là cái mã mà bị bán ròng mạnh nhất trong tuần này, và Vincom và các mã như là Masan, còn lực mua thì khá là yếu. Vâng, thưa chị, việc khối ngoại bán ròng thì có ảnh hưởng nhiều cho đến chỉ số không? Về việc khối ngoại bán ròng thì như tôi cũng chia sẻ là khối ngoại bán ròng mạnh ở những mã như là Vincom, Vinamilk hay là Masan. Tuy nhiên thì có thể thấy là những cái cổ phiếu này lại có cái đà tăng tốt trong tuần này, thì có vẻ như là khối ngoại bán ròng, cái việc khối ngoại bán ròng thì nó không có ảnh hưởng nhiều đến chỉ số. Tuy nhiên thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý nhà đầu tư, bởi vì nhà đầu tư sẽ khá hoang mang trong cái bối cảnh là thị trường tăng điểm như thế này mà khối ngoại là tăng cường bán ròng ra, thì tôi nghĩ đây là sẽ ảnh hưởng đến hiệu ứng tâm lý nhiều hơn là cái việc ảnh hưởng đến chỉ số. Vâng, xin được cảm ơn những ý kiến của chị. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì những thông tin mà chị Bảo Châu cung cấp cũng đã khép lại phần đầu tiên của chương trình Giờ Cách Sổ. Chúng tôi xin mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong 1 phút trước khi cùng quay trở lại với phần tiếp theo của chương trình.